Xin chào quý độc giả của Web Trẻ Thơ. Hôm nay Dũng Trần rất là vinh hạnh khi được quay lại chương trình làm makeup, hướng dẫn makeup làm đẹp cùng người nổi tiếng. Hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn cho các bà mẹ, những người đang ở tuổi trung niên hoặc đang là ở tuổi trung niên sẽ makeup một cái tông rất là kiểu tiểu tối thanh nâu. Và đây là chị diễn viên điện ảnh Lý Hương. Xin chào tất cả các bạn, quý độc giả và khán giả của trang Web Trẻ Thơ. Thì hôm nay Lý Hương rất là vui khi đến đây cùng với Dũng Trần để tham gia cái chương trình giúp cho các bạn làm đẹp, tự tin hơn, tự tin và trẻ trung hơn. Dũng có công tác với chị diễn viên Lý Hương cũng được vài lần, thì lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp đồng hành này với chị, đúng không chị? Đúng rồi. Thì không biết là quý độc giả có còn nhớ Lý Hương không, tại vì lâu lắm rồi Lý Hương cũng ít xuất hiện trên màn ảnh. Vì thời của Lý Hương đóng phim thì Lý Hương cũng đóng chung với thời của anh Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, thời thập niên 90. Và Lý Hương cũng mới quay trở lại Việt Nam. Và hôm nay rất là vui, thực sự rất là vui để đến với các bạn. Chị em có dịp gặp lại nhau. Hôm nay thì Dũng Trần sẽ cắt cho chị cái phong cách nào em Dũng sẽ cắt cho chị sẵn. Đây là trang phục của anh công chí, sẵn thì Dũng sẽ cắt theo phong cách tỷ tiệc, tối như là tông nâu, nhìn rất là nhẹ, trẻ trung và tính mặt, đánh nhận, đánh mạnh vào đôi mắt hoặc là môi ha. Quan trọng là phải cho trẻ nha. Đầu tiên mình sẽ làm nước hoa hồng. Vì các bạn biết hơn cái tuổi của mình á, thì trung niên á, thì lúc nào thì mình cũng thích phải làm sao cho mình lúc nào cũng phải trẻ trung, rất là sợ vì nói về cái tuổi của mình. nên thực sự là đi luôn á, makeup nhiều rất là nhiều chuyên gia trang điểm nhiều cho đi luôn, nhưng mà không hiểu sao là makeup lên là tự nhiên cái ai cũng nói mình già, nên rất là sợ, nên đa số là những người cũng tự đánh cắp cho mình không ạ. Vì khi mà đưa cái mặt cho họ thì họ đánh lên đậm, càng đậm thì mình càng già, nên cái độ tuổi của mình thì tốt nhất là không nên đánh trang điểm nó đậm quá, cái xu hướng là phải nhẹ nhàng và trẻ trung. Không được dày, nói chung là thật là mỏng, đánh làm sao nhìn vô sau khi makeup mình vẫn là mình. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là lên đó em. Cái này Dũng đang dùng dưỡng da. Bao giờ vậy mình phải dùng nước lotion hay là sau đó mình tới dưỡng da để gì? Để lên nền mình nó hỗ trợ lên nền mình đẹp, nó tươi mà lâu bị xuống màu nữa. Đó. Da bản thân của mình đó, kiểm tra hàng ngày đúng không chị? Đúng rồi. Thì Lý Hương á, thì thực sự Lý Hương cũng chia sẻ với tất cả các bạn là Lý Hương rất là, tại vì như các bạn biết là hồi trước đây Lý Hương cũng thường đi đóng phim rồi đi ca hát, nên trang điểm rất là nhiều. Trang điểm nhiều thì cái bước trang điểm thì lúc ngày đa số ngày nào mình cũng make up đó, thì khi mà make up á thì mình phải cho cái da của mình thì ban đêm mình phải giữ cho nó thật là sạch, thật là đẹp, bằng cách là đêm nào phải bỏ ít nhất là phải 5 đến 10 phút thì mình làm sạch cái da, đúng không em? Đó, những cái bước mà mình Lý Hương cũng khuyên là tất cả các bạn nên giữ cái da rửa sạch vài ban ngày đó, mình tiếp xúc ở ngoài bụi bặm môi trường thì nó sẽ bám vô cái da của mình, nên trước khi đi ngủ thì mình nên rửa thân là sạch, rồi tẩy trang rửa sạch, rồi nước hoa hồng, thứ tư hương nước hoa hồng, và cái bước kế tiếp là hương dùng serum đó, serum nó làm cho trẻ hóa da đúng không em? Đó thì quý độc giả xem có sự khác biệt giữa mình một bên đã dùng kem lót và mình không dùng kem lót không? Hay có sự khác biệt rõ ràng không? Này đúng, chị gọi là da chị thử cái gì? Mịn hơn, bên đây thì chưa có nè. Thì cái dòng kem lót nó có nhiều đặc tính hay lắm. Thứ nhất, nó làm cho da mình nó trở nên trong hơn, nó làm mờ chân lông, và đặc biệt nó kiềm trầu cho mình.
đúng là cái nó hút dòng cho mình luôn á. Những người nào mà đủ dầu á, mà đặc biệt những người châu Á mình á, hầu như là đủ dầu nhiều hoặc là đủ dầu một chữ T thì ôi sao đúng rồi, thì cái lòng này nó sẽ làm cho da của mình đó nó mịn hơn, chưa gì hết nó da nó sáng lên. Em phải làm sao cho chị trẻ hơn 5 tuổi nha. Hồi nãy Đức nói là cái bước kế tiếp mà ban đêm mà mình dưỡng da đó thì Thúy Hương cũng dưỡng serum, cái serum, rồi sau đó là mình sẽ cái quan trọng, rất là quan trọng, Thúy Hương cũng nhắc các bạn là càng lớn thì cái mắt của mình á, cái mắt của mình nó ưa bị nếu mà mình thức đêm hay là mình thức đêm nhiều hay là nó dễ bị nhăn nè, tại cái dòng da mắt đúng không em? Dòng da mắt nó mỏng lắm, quan trọng nhất. Nó mỏng lắm, nó dễ nhăn thì mình nên có một cái tiết kem chống nhăn da luồng da mắt đó, đêm nào mình cũng phải xúc cái chống nhăn cái da mắt lên đó, rồi mình lại thoa lên một cái lớp kem dưỡng đó, rồi sau đó mình đi ngủ thì cái da của mình nó sẽ tươi, nó sẽ trẻ trung hơn. Thì cái đó quan trọng, cho dù mình đánh da mình sử dụng sản phẩm tốt cỡ nào nữa nhưng mà những cái chỗ này là cái điểm yếu mà mình không dưỡng kỹ á, thì khi mình cười mình sẽ dễ đến nhăn ở đây hoặc là đến nhăn ở đây thì mình make up á mình dễ bị tình trạng mà nó để làm đó chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người hay gọi là dấu chân chim. Dấu chân chim. Ai cũng có lên càng lớn lên thì cái dấu chân chim nó càng sẽ lộ rõ ra, nhưng nếu mà mình chăm sóc kỹ thì nó sẽ ít hơn đó, nó cải thiện thay vì mình đợi tới lúc mà xảy ra thì mình mới chăm sóc, thì tốt nhất mình nên chăm sóc mỗi ngày. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như các bạn mà hồi đó tới giờ chưa có sử dụng cái đó, sử dụng cái serum hay là sử dụng về cái dùng mắt bảo vệ dùng mắt thì kem chống nhăn của dùng mắt đó, thì bây giờ cũng chưa có phải là muộn, đúng không em? Các bạn lúc mà make up các bạn nhớ đánh vô cái phần chân tóc luôn nha, để chi, để nó tránh tình trạng mà mình sẽ để lại một cái lớp giống như là đeo mặt nạ, nhìn vô nó sẽ bị phân chia được ranh giới đây nè. Có độc giả có hỏi, đang hỏi chị nè, chị Hương ơi, cuộc sống của chị thì bây giờ thế nào? Thì Lý Hương hiện giờ thì Lý Hương mới trở về Việt Nam khoảng được 2 năm nay. Thì Lý Hương về đây thì Lý Hương đang sống chung với anh Lý Hùng, với ba mẹ. Thì hiện giờ thì ba mẹ Lý Hương cũng lớn tuổi rồi, tức là ba cũng qua những cái cơn mà thập tử nhất sinh, bệnh rất là nặng. Thì Lý Hương về đây thì cái chính của Lý Hương là Lý Hương muốn chăm sóc ba. Ước nguyện của Lý Hương là Lý Hương muốn cho ba vui, khi mà tại vì mình là con út mà thì ba thương nhất nhà, nên ba lúc nào cũng muốn Lý Hương ở cái bên hết. Trong những lúc trong bệnh viện hay là ở nhà thì lúc nào cũng muốn Lý Hương ở kế bên, kề cận kế bên chăm sóc. Như vậy thì cái tinh thần ba nó được khỏe, nhưng giống như là nó ba sẽ giống như tinh thần nó thoải mái thì ba sẽ phục hồi phục mau hơn. Cái câu hỏi nha, câu hỏi của em đây nè, da khô dùng kem lớp dạng gì cho mình? Em trả lời đi. Da khô thì mình có thể sử dụng những loại giống như là nó có những loại như kem dưỡng mà dành cho trước khi make up á, mình dưỡng lên xong nó sẽ bổ sung cái tình trạng nước hoặc là dưỡng cho da, hoặc là mình có thể dùng một cái chút serum mà tinh dầu á, mình có thể là mix với kem nền, mình trộn rồi mình nắng lên thì đó da mà dưỡng nắng nhiều bước, chẳng hạn dưỡng có đánh là kem nền, một cái là một cái dạng cream để mà kiềm dầu, và cuối cùng dưỡng cho chút xíu tinh dầu là hồi nãy mình cảm thấy đó, thì đánh lên là cái da nó vẫn căng, nó vẫn mịn, thấy không, cái độ bóng nó hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng mà nhìn vô người ta nhìn người ta biết ồ đây là làn da khỏe, chứ không phải là làn da mà bị đổ dầu do bị khô.
cái bước này rất là quan trọng đúng không em? Cái bước này rất là quan trọng mà các bạn ơi, tại vì khi mà mình muốn make up đẹp á thì cái bước mà nền á, cái nền nó rất là quan trọng đó. Thì chị thấy mỗi lần mình đánh cho chị á, cái nền nó rất là lâu đúng không? Nên hầu như nó giữ nguyên cái chiều đúng không? Đúng rồi, nó rất là chậm lắm. Sau đó mình có thể sử dụng, mình đánh shading như thế này. Chẳng hạn như mình không nâu đi tiệc đêm thì mình đánh vào, do là cái xương gò má của chị Thúy Hương á thì nó hơi cao nha, các bạn thấy không? Thì mình hạn chế từ đây, mình đánh góc này, đánh này ngang thôi, là bản thân của mặt chị Hương nó có chiều dài đó, thon sẵn rồi, mình không thể nào đánh xéo được nhiều nữa. Có nhiều người thì mặt tròn thì mình đánh góc cạnh đúng không em? Còn tại vì cái mặt chị hơi bị nhỏ đó, đúng rồi, cái mặt xương nó hơi thon nhỏ đó. Thật sự tông nâu không phải là khó đánh đâu, thật sự nó rất là dễ đánh. Nhiều người cứ nghĩ là tông nâu nó rất là khó, nhưng mà chị không, chỉ cần mà mình đánh sa đêm chặt khói rõ ràng, đường nét nó rõ ràng tự động thì nó tông nâu liền thôi. Các bạn thấy không, Dũng đánh chi để nó tách biệt giữa gương gò má với vùng vùng cổ. Khi mình cười hay chụp hình đó, mình hay có tình trạng mà cái cổ với xương gò má nó dính lại nhau. Khi mình đánh chỗ này nè, khi mình nhìn nè, nó có đường sâu vô liền luôn. Phấn giống như là phấn
glow, như là để mắt nó sáng. Thì da hỗn hợp thì đa số là những người ta đổ cùng chi do đấy nè. Thì mình sử dụng một cái loại phấn hút dầu chuyên dành cho da bị đổ dòng QT hoặc là vùng trán, thì mình chỉ cần chậm nhẹ thế này thôi. Tại trên thị trường bây giờ thì cũng thấy nhiều hãng mỹ phẩm nó tung ra các loại phấn hút dầu hay là một loại kem lót hút dầu dành cho những cái vùng mà đổ dầu thôi. Mình chỉ cần thoa lớp mỏng thôi, tự động cái da của nó ráo, nó cầm cự cho mình suốt được nhiều tiếng. Đó là cái loại mà phấn dành cho những người da hỗn hợp, đặc biệt da dễ thương nè, cũng khô nhưng mà đổ dầu một QT. Thì đầu tiên Dũng nó sử dụng cái kem lót hút dầu, thì các bạn thấy không, nó không, khi là nó xong á, cái da nó căng, nó căng nè, nó bóng lên nhưng mà nó bóng kiểu mà nó khỏe cái da. Còn nếu như da dầu thì dùng kem nền gì để giữ lâu em? À, kem nền nó có hai dạng luôn nha, dành cho da khô, da hỗn hợp và da dầu. Thường nó sẽ có hai loại thế này, kem nền dành cho da hỗn hợp và da khô, và một loại chuyên dành cho da dầu thôi. Thì mình đánh cái tình trạng đó, thì đa số các bạn biết không, da bị khô nó mới đủ dầu nhiều, thì chính cái kem nền đó nó bổ sung có một cái lượng dầu ở trong đó đủ độ ẩm trên da của mình suốt nhiều tiếng, thì khi đó cái tình trạng da nó tránh tình trạng mà da mà nó đủ dầu ra liên tục, tại vì là da được làm ẩm bằng cái tinh dầu trong cái kem nền đó rồi. Cái kem để chân mày ha. Nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi, tại của chị cũng nó có cái form sẵn nè. À. Nhưng mà cái phần đuôi là cái phần quan trọng nhất. Đánh cách nào em chỉ cho các bạn đánh cái cách mà để mình đánh cái chân mày em cho nó đều đó. Tại chân mày cũng rất là quan trọng. À, em đánh à. Chỉ cho các bạn. Ờ, các bạn biết không, chân mày của mình nó bao giờ vậy, nó sẽ mặc theo tình trạng cái đầu nó sọc lên, nó mặc theo tới đây. Sau đó chân mày mình để nó hợp xuống, nó đổ xuống. Thì bao giờ cũng vậy, mình cứ dễ nè, dít lên. Sau đó mình là mình đi chì, mình đi xuống nè. Mình đan xen vô cái sợi lông của mình để chị nhìn nó tự nhiên và cảm giác nó không có bị dày hay là không quá đậm. Mà ráng ra cho nó đều đúng không em? Đúng rồi. Đều. Cái lần có mà có nhiều người chị thấy á, đánh chân mày đánh làm sao lát nó đen tù lùi, nó một bọt luôn. Nó thì nó sẽ phá hết viên cái mặt của mình. Tại mình vậy, mình dễ chân mày xong á, rồi mình cũng một tán lại đó mà. Chẳng hạn dễ chân mày xong, mình có thể sử dụng một cái đồ chải cho nó mềm cái chân mày lại như thế này. Nhưng mà do mình đang đi theo cái chủ đề mà tiệc đêm tông nâu, thì mình sẽ Dũng sẽ sử dụng một cái mascara nâu dành cho chân mày để mình có thể cho nó hòa hợp với khuôn mặt của chị Hương nhiều hơn. Cái này ha, mình sẽ với lại nó giữ với cái sát chân mặt mình nó đứng form luôn, nó cần không có tránh tình trạng mà nó đổ tới hoặc nó làm nó nằm không có ngay cái sát. Có lại là chị cái chân mày này chị nhớ không? Lúc đó chị hết quá trời luôn á. Em cái trước khi make up á, mình dùng cái xịt khoáng là được không em? Xịt khoáng được chị, cái đó dùng mà trước và sau khi xịt khoáng đều được hết á. À dạ, tại vì nó cung cấp độ ẩm tích thời cho chị liền. Trang điểm sao cho nhìn không có bị già và ác hả anh? Khán giả đang hỏi em á. Cái độc giả biết không? Thì như Dũng chia sẻ lúc đầu, cái chỗ này là khuôn mặt của chị Hương cao đây nè, đúng không? Thì mình đánh thấp ở dưới thôi. Mà do khuôn mặt của chị Hương á, cái chiều dài nó rất là vừa đủ luôn. Thì thay vì những người khuôn mặt tròn hay là mặt chữ điền á, thì người đánh xéo để tạo cái nét khuôn mặt cũng dài ra. Nhưng của chị Hương chỉ cần đánh ngang nhẹ thôi. Còn trên gò má chỉ cần mảnh trắng nhẹ má hồng len từ chỗ đầu khối tới má hồng, thì các bạn thấy nhìn không, cái màu nó không có đậm, nhìn lên nó ửng, từ dưới đây ửng lên. Còn những có nhiều các bạn á, cái nhiều Dũng thấy á, đánh rất là đẹp nhưng mà đánh nó hồng chỗ này làm nó làm cái gò má nó nhô cao hơn, cảm giác nó đậm, nhìn vô người ta thấy hai cái gò má đầu tiên.
nhìn vô thấm thở mình cũng thấy đau hết, nhưng mà làm sao mình vẫn hài hòa, đánh làm sao mình vẫn cảm thấy nhẹ, các bạn thấy không nha, nó không có bị tạo được ranh giới luôn nha. Các bạn biết không, thì thực sự là Đức Hương cũng xin chia sẻ một chút xíu nha. Thì các bạn thấy Đức Hương ở ngoài hơi bánh bèo chút xíu, mặc đồ gieo chứa bánh bèo chút xíu, nhưng mà thực sự là trong phim á, hồi xưa tới giờ Đức Hương đóng phim á, không biết sao, hình như là có duyên hay sao, đa số là đóng phim võ thuật. Võ thuật đánh đấm, rồi là mạnh bạo, rồi đánh đấm, đánh mấy anh to cao bự con được không đó. Thì Lý Hương khi mà đạo diễn gặp tới Lý Hương ở ngoài Lý Hương vậy đó, nhưng mà khi gặp tới Lý Hương là tin là mời Lý Hương đóng vai công an không, mà vai cảnh sát hình sự. Vai mới vừa rồi thì Lý Hương trở về Việt Nam thì Lý Hương cũng mới tham gia bộ phim Giữa Hai Bờ Thiện Ác của đạo diễn Châu Quế. Cũng vai công an nữa em, công an nữa, dạ, cũng đánh đấm dữ dội lắm đó. Thì và bộ phim mới nhất của Lý Hương là Lý Hương cũng bộ phim này là bộ phim Lý Hương cũng tham gia làm khách mời bộ phim chiếu rạp từ đây là Trộm Chó của đạo diễn Minh Khang. Cái đó nó hơi hot em, vì những cái người mà Trộm Chó đó em đó đó. Thì đó, thì sắp tới này là tháng 9 sẽ ra mắt phim đó, thì Lý Hương cũng vai công an nữa. không biết sao đợi lúc nào cũng yểu điệu thục nữ, nhưng mà gặp là cái duyên là đóng công an không. Nhưng hồi xưa Lý Hương nhớ là Lý Hương đóng những bộ phim Phi Vụ Phượng Hoàng, Đại Quý Thùy Vân đó, rồi những bộ phim Lý Hương qua tới Hồng Kông đóng chung với Ly Tư, Mạc Thiếu Thông, rồi đóng với Tiền Tiểu Hào, Truy Nã Tội Phạm Quốc Tế đó. Thì Lý Hương cũng và Lý Hương thích nó đổi cái bộ phim mà Lý Hương cũng rất là thích đó, là bộ phim mà thay đổi hẳn cái phong cách mà về công an, về Sam Bắc Cớp, là một bộ phim là một ngôi sao ca nhạc, đó là bộ phim Vương Thủy Tinh, không biết quý khán giả và độc giả có xem cái bộ phim đó không? Có xem ai có xem bộ phim đó Lý Hương cũng rất là thích, tại vì mình được làm một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, ra lúc nào cũng diện đồ đẹp như vậy nha, rồi lúc nào cũng phải make up rồi vẽ mặt rồi đó, thì Lý Hương thích lắm cái bộ phim đó, nhưng mà ít khi nào được mời bộ phim đó Lý Hương rất đăng ý, mà toàn biết sao toàn là cứ mời phim công an không à, công an thì đâu có được diện, em biết không, công an thì phải mặc đồ đúng rồi, áo jean nè, quần tây nè, rồi quần jean nè, rồi đánh đấm đó, thì đó, nhưng không được vẽ mặt nữa, không được make up nữa, công an đâu phải make up, mà mình thì mình thích make up, mình là thích điệu mà. Đó, mà mỗi lần mà trốn đạo diễn á, trốn đạo diễn chạy vô trong á, tại vì thấy cái môi mình nó nhợt quá, phải không, nhợt lên mình sợ xấu, mình son á, mình tha lên cho nó, khi mình lên phim cái thấy cái môi mình nó hơi đậm chút xíu, cái đạo diễn đi luôn vô trong chùi môi. Cứ vô trong chùi môi, coi như là cứ bị bắt không à, bắt quả tang là lên trên phim thấy cái môi mình nó chạy vô trong, trốn vô trong để mình tha son quá không, tại vì cái mặt mình công an lúc nào trời ơi không có được đẹp quá không đó, nhưng mà thôi kệ mình rồi mình phải hòa vào cái vai diễn của mình bắt buộc thôi. Nhưng mà cái kỷ niệm nào mà những một phim nào mà chị đóng chị thấy giống như là khó nhất mà cảm thấy chị phải dồn hết sức lực vào cái bộ phim đó. Cái bộ phim mà Lý Hương thực sự rất là tâm đắc là bộ phim Phi Vụ Phượng Hoàng. Lý Hương đóng vai chính, nữ chính trong bộ phim đó là vai đại úy công an Thùy Vân. Cái bộ phim đó là bộ phim mà Lý Hương đánh võ, và đại úy mà em đánh võ rồi hóa thân thành rất là nhiều nhân vật trong bộ phim đó.
thì Lưu Quỳnh cũng bỏ ra thời gian rất là nhiều khi mà những cái cảnh mà đánh đấm như là những cái quý vị cũng biết là mấy anh mà cascader thì anh bự con, anh to bự đấm cướp mà to bự, còn Lý Hương phải đánh với họ, thì mình thực sự là mình cũng là con nhà võ. Từ nhỏ mình cũng từ 9-10 tuổi là mình đã học võ, tại ba có cái lò võ là tại nhà luôn, thì một ngày cũng được cả 100 người tới để học võ. Thì Lý Hương cũng dân Lý Hùng, anh Lý Hùng rất là giỏi võ nha các bạn. Đó, thì Lý Hương dân Lý Hùng cũng ra để học, và anh Hùng là dạy lại cho tất cả các học viên luôn. Còn Hương thì chỉ học thôi, học cho biết, học cho khỏe mạnh thôi. Đó thì cũng học võ. Thì sau đó thì chính nhờ võ đó nên Lý Hương mới áp dụng những cái võ thuật đó ở ngoài đời để vào trong phim. Thì cái đó là cái lợi thế của Lý Hương. Chính vì lý do đó mà các đạo diễn của Hương mời Lý Hương đóng vai cảnh sát, đó để đánh đấm á. Thì Lý Hương cũng kể là hồi nãy đó, Lý Hương nói là tao đánh với mấy anh mà cascader bự con, đánh giờ thấy dữ dội lắm, đánh nhau rồi nhưng mà về tới nhà là nó bầm mình hết rồi, tay chân nó hả từng cục bầm tím hết. Mà ba Lý Hương với mẹ Lý Hương á là tại mình thương nhất mà út mà thương, mà thấy con á bị bầm người hết, ba là phải đi lấy thuốc rượu á, đi tha, rồi mẹ thì đi bóp, mà hai ông bà già thương, ba mẹ thương mà thấy con mà bầm hết, nhưng mà thôi mình hy sinh vì nghệ thuật mà. Chắc là cực gì ha. Đúng rồi em, đóng phim thì mình phải bỏ ra cái thời gian rất là nhiều. Đóng phim mà nhất là những phim võ thuật nữa, ví dụ như phim về truyền hình hay phim khác thì mình còn ở trong nhà, cảnh trí trong nhà. Còn phim võ thuật á, nhưng như thời xưa là chỉ ở đóng phim ở màn ảnh rộng á, cinema á, thì đa số là đóng ở ngoài nóng nồi rồi đó. Nên cái makeup á, nên cái rất là dễ bị ảnh hưởng đến da, nên chính như vậy nên rất là quan tâm, rất là chăm sóc da rất là kỹ. Thật sự không dùng thấy á, có nhiều giải biết không? Ngày xưa đâu có những cái bị phỏng nhiều đâu. Đúng rồi. Rất là đơn giản. Nhưng mà chị Hương, cái làn da của chị Hương giờ vẫn rất là đẹp. Và Dũng phải công nhận thật sự. Thì thật sự đó là Lý Hương hồi Dũng nói đúng đó, thời hồi xưa đó là Lý Hương đâu có được như vậy, đâu có được mà bây giờ hiện giờ là mình phải serum nè, nước hoa hồng nè, rồi dưỡng da nè, không có, hồi xưa không có. Nhưng mà hồi xưa đó là Lý Hương chỉ dùng những cái mà giống như là thiên nhiên như là giống như là dầu ô liu nè, dầu dừa nè, rồi giống như rửa mặt bằng những cái kem rửa mặt thật là sạch, quan trọng là rửa mặt sạch đó em. Khi mà mình đi đóng phim về tối về mình phải rửa mặt, trước khi đi ngủ mình phải rửa mặt thật là sạch, hoặc là mình đắp mặt nạ dưa leo á, các bạn đâu biết những cái hồi xưa đó gì ha. Dạ đó, hồi xưa dùng những cái đó không à, như là một tuần là hai lần, ít nhất là hai lần cắt dưa leo ra rồi mình đắp lên mặt, hay là sữa tươi đó, đa số là dùng thiên nhiên không đó. Thì nhưng mà hiện nay thì mình dùng bằng những cái mỹ phẩm, thực sự là mình cũng không cần những mỹ phẩm quá mất tiền đâu, đúng không em? Mình dùng mỹ phẩm nó phù hợp với của mình, nhưng mà quan trọng là mỹ phẩm phải đàng hoàng, chất lượng, chứ mà đừng có mua những cái trôi nổi ngoài, những cái ngoài chợ đó, những ngoài chợ đó, các bạn biết ngoài chợ mua về xong rồi ra ngày hôm sau cái mặt nó thôi cái gì ấn nó đỏ nổi lên, cái hàng giả cũng nhiều lắm bây giờ. Em đang đánh lên mắt hả? Dạ. Em đang nói về nó cho các bạn. Em nghe chị nè. Thường khi mình đi tiệc liêm á, mình nhắn lông mi nó hơi đậm hay dài chút xíu để mình nhấn vào đôi mắt sâu. Các bạn có thể gắn một cặp hoặc hai cặp đều được nha. Hai cặp thì các bạn có thể là tách một cách, còn lại làm đôi. Thế phần đuôi mi tạo cái chiều sâu cho mi á, gắn ăn vào mắt và đặc biệt nó dài ra. Con mắt của Hương nó hơi một miếng hơi nhỏ đó, thì
Dũng đánh cách nào cho nó hơi to lên ha, nó to lên chút xíu. Nhấn em nhấn mắt ha, nhấn mắt hoặc là kéo dài đầu đuôi á, sử dụng ai đâu. Khi gắn vô thì tự nhiên cái mắt nó to ra, lúc mình chưa chạy mascara nha, mình chạy nó còn đẹp nữa. Em chị hỏi là mắt, nếu mà mắt lồi á, cái mắt mình nó lồi ra đó thì trang điểm như thế nào em? Mắt lồi thì mình hạn chế nó như một đằng. Các bạn có để những người Hàn Quốc á, họ một mí và mắt họ rất là to, nhưng mà chỗ này nè, cái đường hốc mắt của họ thấy rõ ràng và nó nhô ra luôn. Thì các bạn có để, các bạn có phim Hàn không bao giờ họ lấy cái tông đậm, tông cam, tông hồng nhạt, và đặc biệt họ dán eyeliner kéo dài ra phần đuôi để chi, để tránh tình trạng mà mắt cài đánh nó rất là to ra. Thì khi dán eyeliner nè, nó kéo chiều dài của mắt nó dài ra hơn, giống như vậy mình dễ dài ra thì người ta tập trung vào cái phần đuôi mắt, thay vì mình chỉ tập trung vào phần mắt ở đây, đúng không, thì mình lộ phát điểm mình ra liền đó. Còn nếu như là thái dương, có bạn hỏi là nếu mà thái dương của mình nó bị hóp vô thì mình bằng cách nào mình có thể làm cho nó che được cái khuyết điểm đó không? Mình nếu mà thái dương hóp vô thế này, mình chỉ cần mình đánh âm nhẹ hơn, giống như ở xung quanh thế này nè, mình tạo khó cho nó nè, nhìn cho nó hài hòa. Tại vì nếu mà cho nên mình hóp vô đây á thì nhìn vô nó bị sâu lắm, thì mình có thể là em che, mình đánh highlight hoặc sẽ điên tóc này để chi nó nhìn cái khuôn mặt nó cân đối lại. Em đang gắn cái phần đuôi mi cho chị ha. Nè, thì vẽ chân mày nãy em có nói vẽ chân mày sao cho nó tự nhiên, để không có bị, có một em hỏi vẽ chân mày sao cho nó tự nhiên, để em mỗi lần em vẽ chân mày giống như em đưa đi tuồng. Nãy chị có nói lắm đó, nãy chị có nói đúng không em? Thì em chỉ cách lại cho em gái nó đang mới hỏi. Thật sự với các bạn đúng không, vẽ chân mày cũng tự nhiên mà sao? Đầu tiên mình tạo form, tạo khung trước, mình là mình dứt từng sợ, chẳng hạn như mình có thể dùng cỏ cũng được. Cái này là đây, mình có thể tạo ngang thế này, mình tạo cái form giống như cái mình tập chỉ chữ thôi, giống như tại mình đi cái đường nét sẵn ở trên, và sau đó mình điền cái form đó như thế này, mình dứt nhẹ nhàng. Sau cùng mình chỉ cần mình lấy một cái đường như thế này nè, mình chải chi cho nó lấy ra bớt cái độ đậm hoặc cái chỗ nào nó bị bón cục á, mình có thể cho nó lấy ra luôn, thì lúc đó chân mày trở nên tự nhiên lại và nó không có bị đường nét cứng. Các bạn thấy không nè, nó đều nhau hết em á, nó vô cái xoáy nó trơn luôn, nó không có bị tình trạng mà dư ra hay là chỗ đậm chỗ lợn. Chị Hương nè, nhắn chị Hương đuôi các bạn nè, Dũng sẽ gắn phần thêm bằng đuôi mi cho mắt của trường to ra ha. Để đi tiệc đêm thì những cái phần này nó cũng rất là quan trọng. Có nhiều bạn cứ nghĩ là ồ, gắn hai cặp mi thì cảm giác nó bị nặng hơn và khó chịu, nhưng mà thật sự không có đâu. Các bạn biết không, Dũng có từng đi làm cho mấy cất cho mấy cái sân khấu á, giống như là chỉ là Dũng có một lần cho chị ca sĩ á, là Dũng phải gắn ba cặp mi, ba cặp luôn, để chi nó to mắt ra và nhìn vô nó chiều xa để đánh vô nhìn nó bật khuôn mặt lên liền luôn. Đó thì em mới có chuyện gì chị pha lê á. Do là mình đã gắn gì cho mắt lông mi của chị Hương cũng đã có, cho nên chủ chị gắn thêm một cái phần thêm phần đuôi thôi, tạo cái điều dày lên như thế nửa cặp thôi. Chủ lấy nguyên một cặp thì cắt đôi ra, chủ trâu lại xong mình cắt đôi. Mới vừa rồi thì Hương và anh Hồng có tham gia chương trình ca sĩ bí ẩn, thì Dũng make up cho Lý Hương á, thì
thực sự là Hương vui lắm, ai cũng khen, người nào cũng khen, đi ra đâu người nào cũng khen là chị Hương ơi, chị lên chị đẹp quá, là mình sướng dễ sợ. Chị Hương ơi chị đẹp quá, chị trẻ quá, trẻ hơn mấy lần trước nữa. Thì cũng cảm ơn em làm cho chị trẻ đẹp, chứ thường thường mấy lần trước chị mấy người trước làm cho chị á, thì ai cũng nói đi ra đường á, người nào cũng chị Hương ơi sao ở ngoài thì thấy chị trẻ hơn mà đi vô trong hình chị mấy cấp lên thấy chị già quá, trời là mình cũng buồn. Thì chắc là chắc đã chính như vậy nên khi mà đi diễn hay gì là Lý Hương cũng đa số là tự ở nhà tự làm, mình biết là mình sẽ làm đẹp nhưng mà thà mình làm nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nếu mà chúng mà đưa một người mà không có họ với mình á thì họ lên họ vẽ lên nó đậm quá em, nếu không nó đậm quá thì cái mặt của mình không phải là mình nữa, rồi mình già hơn nữa nên mặt luôn cũng rất là kém, thực sự rất là kém để make up. Thì đó thì chính như vậy nên khi mà gặp được Dũng make up cho chị thì chị rất là vừa ý. Chị thấy nó tự chị không? Cái nợ nó rất là trong, rất là mịn luôn, đúng không? Chị cười nè, cảm giác nó nhẹ lắm. Nó không có dày phải không em? Đúng. Nó không có dày, đúng rồi. Cái này quan trọng nó không có dày không? Nhiều giống như là có dùng trang điểm, nhiều bạn, nhiều khách á, dùng trang điểm xong, họ để khuôn mặt này tới tối luôn. Họ đi tiệc, ban ngày họ đi dự một cái buổi họp gì đó xong, ban đêm họ đánh thêm má hồng. Họ có thể là trả eyeliner, mascara lại, rồi đánh thêm chút xíu son, rồi họ tự tin họ đi tiệc luôn. Tại cái lúc nào Dũng đánh nó rất là kỹ, rất là chắc. Ban đêm chúng ta phủ thêm một lớp phấn nhẹ lên đằng sau mà. Các bạn để ý nãy giờ Dũng không đánh phấn không? Chỉ có đánh shading highlight và đặc biệt là sống mũi, tạo khối, hút mắt cho thôi. Chút xíu cuối cùng Dũng mới đánh phấn lên để chỉ tạo cảm giác thật nhất. Chị hỏi ra bây giờ. Anh ơi, make up sao để che vết nhăn và vết chân chim hả anh? Thì Dũng ha, theo Dũng thấy á, là bị nếp nhăn á, với chân chim á thì hạn chế đánh cho nó dày lên, chẳng hạn bao giờ đánh nền mình đánh đầu tiên ở ngoài đây trước, rồi cái phần cái nền còn lại á, ít á mình hãy len vô đây mình đánh, tại vì nó rất là mỏng. Còn có nhiều bạn á, Dũng thấy á, là vừa đánh vô cái đánh vô đây liền luôn nè, đánh vô đây liền luôn nè, thì cái nền nó dư thừa nó sẽ bám vô phần mắt. Còn khi mình sau đó chỉ biết dùng cái không dùng phấn, phấn nó vô tình nó hại mình tiếp, là mình ủ dưới đây khi mình cười á thì nó răng lên, đúng không? Thì hạn chế đánh tình trạng đó, giống như là ở đây mình đánh hết phần này mình lan ra xong hết, còn phần cuối cùng mình chậm như này mình chắp nhẹ vô thôi, mình chắp nhẹ và mình lấy tay mình vỗ nhẹ vô cái này thôi để chi nó tan bỏng ra, nhưng nó vẫn che được cái phần cái chân chim và cái phần bỏng mắt của mình đây. Cái gì cũng phải có bí quyết đúng không? Đúng rồi, đi học cho nên nhiều năm đó mình mới có kinh nghiệm như vậy, mình phải luôn là. Nhưng mà thật sự mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn để các bạn có thể hình dung được là một cái make up đi tiệc và một cái make up mà công sở nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Hồi xưa chị nhớ hồi xưa đó, make up hồi xưa mà cái thời mà mấy chục năm về trước á, là cái mặt nó đánh phấn thì dày lên, mắt thì nó đậm thật là đậm, đúng không em? Trời ơi, đầu tiên nó da thì là da, nhưng mà hiện giờ cái xu hướng hiện giờ là càng nó giống như nó mỏng, đúng không em? Phấn nền nó mỏng rồi nhẹ nhàng. Các bạn nhớ là nhớ chải lông mi dưới luôn. Chị Hương thấy khi mà chải lông mi dưới xong á, con mắt chị Hương nhìn nó có chiều sâu lắm, đúng không? Chạy kỹ. Còn nếu như mà mắt mà nó lòi ra thì trang điểm sao vậy? Hồi nãy cũng trả lời là mình hạn chế nó màu đậm á, mình hạn chế nó màu đậm và đặc biệt mình phải vẽ liner cho nó kéo dài mắt mình ra thôi, cho nó có chiều sâu. Mình chạy nó xong mình có thể sử dụng một cái mascara dày và dài mi. Mắt nhỏ thì vẽ sao cho nó to lên.
Học giả hỏi thì nãy hình như em có chia sẻ rồi đúng không em? Yeah. Đó thì mình nhấn đúng không em? Mình nhấn và mình kéo cái mi lên đó. Hoặc là mình kích mi chẳng hạn, mình dán miếng đúng không em? Mình dán miếng, dán miếng. Thì Y Luân cũng chia sẻ chút xíu với các bạn nha. Thì Y Luân cũng thích là đẹp lắm, thích thấy bây giờ xu hướng mấy em giờ là mắt hai mí to, mũi thì cao, cũng thích lắm, thích trời ơi, mà cái mũi mình nó không có cao, mắt mình nó có mí nó cũng không có to, rồi mũi không cao, thì Lý Phương cũng cũng có tới thẩm mỹ viện tham khảo với bác sĩ, tới tham khảo với bác sĩ thẩm mỹ viện và là nói những cái mong ước của mình đó. Là bác sĩ ơi, giờ đang là cái xu hướng là thẩm mỹ mà cho lỗ mũi sửa lên nó cao mà nó rất là tự nhiên như Hàn Quốc kia đẹp đó. Em thấy bây giờ mấy người bạn rồi mấy diễn viên rồi đa số mấy người trong giới nghệ thuật nhiều người sửa rất là đẹp, đẹp lắm, tự nhiên rất là đẹp đó. Thì em cũng muốn sửa mà Lý Hương đến hai chỗ thẩm mỹ viện rồi, người nào cũng không cho sửa hết. Thật, bác sĩ nói là bây giờ họ nói một câu là Lý Hương sợ luôn. Bây giờ là lỗ mũi của em vậy đó, bây giờ em muốn là tôi làm xấu hơn bây giờ đó thì tôi sửa, còn bây giờ không thì để vậy, muốn làm sao. Rồi nghe mình hết hồn, mình nói trời, làm để làm đẹp hơn chứ nếu mà làm xấu hơn sao mà làm đó. Thì chạy qua một cái thẩm mỹ viện khác đó, thẩm mỹ viện này ở bên Mỹ nha, ở bên Mỹ. Thì cũng hỏi, cũng lên lại tư vấn hỏi đó, hỏi cũng em muốn nhấn mí muốn cho nó cao cho theo xu hướng giờ đó, cho nó đẹp nữa đó. Thì ở bên Mỹ bác sĩ thẩm mỹ cũng nói vậy luôn, cũng nói là học bây giờ là mặt em nó không có phải là giống như mũi không có cao quá, mắt thì cũng vừa vừa thôi, cũng không có phải mắt hí, thì tốt nhất là nên để tự nhiên đi. Bây giờ thực sự là Lý Hương khi mà bây giờ Lý Hương mới thấy là Lý Hương mới ngộ ra là bây giờ nếu như các bạn cũng không, bây giờ cái công nghệ trang điểm của mình đó, đúng không, công nghệ trang điểm của mình nó rất là tiên tiến rồi, thì mình sẽ bằng cái công nghệ giống như là mình sẽ kích mí nè, dán mí mắt nè, là mình dờn lên con mắt mình cũng, nếu mà mình còn đi mình cũng là mắt hai mí vậy. Là mũi thì mình sẽ đánh, em có đánh mũi cho chị chưa, đánh mũi rồi, để cho nó đánh, để cho nó giờ thấy nó cao hơn đó. Thì mình chị nhớ hỏi của mình, em dám với chị không, lần đầu tiên mà chị em hỏi sao miếng mình to vậy. thì coi như là như vậy là như mình vừa không tốn tiền mà vừa dĩnh đẹp. nên bây giờ cái công nghệ bây giờ nó rất là tiên tiến về cái cách trang điểm, mình trang điểm đó, mình sẽ mũi cao mắt to như mọi người, nên Lý Hương bỏ luôn cái ý định mà đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn, thôi để trời cho sao để vậy luôn. Đúng rồi, vậy thôi. Dù là đánh mi cái bóng mắt là cái bóng mắt cái này là sao để em cái này để chi em? Bây giờ có đúng rồi, mà khi mà đánh cái bóng mắt lên chi, thật sự cái bóng mắt này tạo chiều sâu thôi, nó sẽ là không sẽ hài hòa từ trên xuống dưới. Có nhiều khách, cái mặt là có nhiều mà bị khách của Dũng á, họ đánh nhưng mà họ quên đánh như này nè. Thì điểm ra con mắt nó còn nó chưa có chiều sâu và nó chưa thần lắm, đúng không? Vậy đúng không? Chị nhớ luôn. Có chị đó, chị trong đó có chị đó. Nhiều khi chị cũng quên đúng không? Chị đánh ở trên không mà cái chị quên đánh ở phía dưới. Cái bữa nào mà chị nhớ chị đánh ở dưới mắt chị nó đẹp. Đúng rồi đó, em nói đúng rồi đó. Cái phần này nó quan trọng. Đúng rồi đó, cái mắt mình nó có hồn đúng không em? Đúng rồi. Chưa nhận thấy được, không biết cái thế nào. Rất là nhẹ. Trời, có người khen chị nhìn chị giống cô Bạch Tuyết, đẹp quá chị ơi. Cô Bạch Tuyết là trời ơi, cô Bạch Tuyết
nghe thấy đỡ lỗ mũi. Cảm ơn em. Cái này cũng heo mà. À, cô Bạch Tuyết bên cạnh lưng đúng không? Hay là Kim Sao hay là Bạch Tuyết nào ta? Các bạn vừa khi các bạn lúc mà giả Alainer, các bạn nếu mà muốn giả chỗ này nè, cho nó ngay thì các bạn có thể là nhìn qua phải. Các bạn có thể lúc mà các bạn làm cho một bạn của các bạn hoặc là cho một ai đó thì khi giả làm này nè, các bạn chỉ cần kêu nhìn qua đây thì lúc đó các bạn giả Alainer vô đây chỗ này nè, nó rất là dễ dàng. Còn cứ nếu mà mình cứ nhìn thẳng như nè, mình giả vô rất là khó nè. Các bạn nhìn nha, chỉ nhìn qua trái giúp em nha. Đây thấy không, giờ dễ dàng luôn. Ở đây cũng vậy, chị nhìn nó phải giúp em này, nó sẽ lần ra được liền luôn, thấy không, rất là dễ. Này nó cũng vậy, nhìn xuống vậy, nhắm lại bên này, có thể sử dụng thế này. Các bạn có thể lấy cái này, các bạn dùng một cái, các bạn mua một cái gel liner, một chẳng hạn như là cái gel liner nó to cái đầu quá thì các bạn khó dễ, các bạn có thể lấy một cái cọ đầu nhỏ, các bạn như thế này, như mình đánh son vậy, các bạn đi gần đây vuốt nhẹ ra thôi, nó giống như một cái gel liner bình thường, rất là dễ dàng. Đặc biệt cái nhiều loại liner đó nó lâu trôi á, gel á, bây giờ nó rất là hình thành một dạng gel liner lâu trôi. Thì bạn có thể tận dụng vào những cái đó. Có một bạn mới hỏi chị nói về phẫu thuật thẩm mỹ. Có bạn hỏi về chị Hương ơi, chị có thích phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt cho trẻ và đẹp hơn không ạ? Hồi nãy chị mới vừa nói đó, thì chị cũng đi tham khảo, chị thấy người ta đẹp quá, chị cũng muốn đẹp giống người ta. Chị đi tham khảo, thì chị đi tham khảo coi mình có làm được không, có phẫu thuật thẩm mỹ có làm được không, nhưng mà làm hơi khó, các bác sĩ không cho chị hỗ trợ, không cho chị làm đó. Nhưng mà bác sĩ nói là nói chung là bác sĩ nó cũng có tâm, có bác sĩ rất là có tâm, bác sĩ rất là có tâm. Chị tới thẩm mỹ viện Xuân Hùng á em, bác sĩ Xuân Hùng, bác sĩ cũng có rất là có tâm, nói là thôi cái gương mặt em nó hài hòa rồi, nó đều rồi, không cần làm gì nữa đó. Nhưng mà cứ có đến để làm, thực sự Hương cũng bật mí là Hương có đến để làm massage, massage mặt, làm trẻ hóa da, làm chống nhăn đó. Thì tới spa thì các bạn ơi, thì nếu các bạn có điều kiện và có thời gian thì mình nên lâu mình cũng nên nương chiều cho bản thân mình chút xíu, là đến spa, những cái chăm sóc da đó, thì mình uy tín nha, phải đến cái chỗ mà uy tín nha, và phải có đàng hoàng, uy tín. Tại bây giờ quý vị cũng thấy là các bạn thấy là rất là nhiều thẩm mỹ viện mọc lên, quảng cáo rồi nhiều lắm đó, thì mình phải chọn một cái chỗ spa, một chỗ thẩm mỹ nó thật là có uy tín và người ta làm thực sự là có cái giống như làm cho mình tin tưởng, chứ đừng có đưa họ giống như là rẻ, ham rẻ tiền đó, rồi đưa vô cái mặt mình vô trong để cho người ta làm, thì khi người ta làm lát ra là coi như là đúng không em, rất là nhiều người bà chỉ giống như nhiều nghe là rẻ tiền, chỗ này rẻ hơn chỗ kia đó, chạy vô làm xong rồi về nhà bị dị ứng, rồi bị đỏ lên, rồi bị đó, tiền mất tật mang nữa đó, đó. Nên phải chọn những cái chỗ nào mình thật là đàng hoàng và có uy tín, thì mình nên tốt nhất nên ít nhất là một tháng một lần, ít nhất là mình lên mình chăm sóc cái da của mình, mình làm cho nó sạch, lỗ chân lông cho nó
sáng lên đó. Bây giờ rất là nhiều cái lộ trình làm đó, thì khi làm như vậy á thì cái da mình nó sẽ khỏe và sẽ trẻ trung, sẽ đẹp hơn đó. Ừ. Bây giờ Dũng sẽ đánh cái bằng son. Cái bằng son rất quan trọng, chẳng hạn mình muốn đánh tông nâu, xin lỗi, tông nâu hay đi tiệc đêm, thì đầu tiên mình sẽ dùng một cái màu be giống như là màu mùa da vậy, mình phủ lên môi trước như thế này nè. Dưỡng da mà em dưỡng da qua hả? Không, cái này em dưỡng da đầu tiên rồi. Cái này là cái gì đây? Cái này giống như là nó khô vào cái môi chị lại cho nó đều màu hơn. Giống như là nó phủ lên một lớp màu be như thế này nè. Sau đó mình sẽ đánh một cái lớp màu đậm lên. Chị thấy cái màu môi nó quan trọng không? Các bạn rất là nhẹ. Bây giờ dưỡng một cái màu đậm nha. Việt Nam hay gọi là đánh thái cộng trầm á, nó còn cái màu trầm nhưng mà nhìn nó nhẹ nhàng lắm chị ha. Tuy là nó đậm nhưng mà nhìn vô nó vẫn mang một cái nét mà bây giờ nó là xu hướng luôn á. Chứ không phải màu gì em? Cái màu này nó màu giống như là màu hồng đất á. Hồng đất. Chị thích hồng đất lắm đúng rồi. Màu này rất là hot, lúc nào cũng vậy, ban ngày mình đánh cũng được, ban đêm cũng được, lúc nào không đất. Bắt đầu mình đánh cái màu đậm lên, mình trồng cái màu đậm lên cuối cùng. Mình phải đánh trong lòng môi, tính ngoài viền môi. Lòng môi giống như cái cốc hoa mà nó đang nở ra vậy. Nè bạn, các bạn coi nè nha. Nếu mà mình đánh trong lòng môi nè. Thấy không? Nhìn nó khác không? Sử dụng sao đi và highlight thôi. Hai cái đó là một cái trợ thủ đắc lực. Mình đánh nền nhưng mà chẳng hạn như Dũng nè, Dũng có mặt Dũng như thế này. Mà nếu mà mình Dũng đánh nền vô, sao đi vô thì có mặt Dũng cái này hay cái này nó đều có chiều sâu. Còn nếu mà ánh đèn mà ngồi trực tiếp hay là Dũng chụp hình tự sướng cái gì đó, selfie á, thì nhìn vô cái bề mặt Dũng bị phẳng như nè, các bạn thấy không? Nhìn vô vẫn có chiều sâu, vẫn cổ, nó vẫn có chiều cổ. Thì cái cầm mình vậy, mình làm gì? Mình có thể đánh bẹt như thế này, hoặc là mình đánh xéo vô thế này. Muốn cầm nhọn thì mình đánh setting cho nó sâu như thế này để tạo cái chiều dài. Mà chẳng hạn như là khuôn mặt đã chưa điền thì đánh chỗ này thôi nè, hoặc trên đây để tạo nét thon như thế này. Chúng ta gọi là giống như là gọt cầm vậy. Thực sự như là đánh cái mẹo thôi, đúng không gì? Nè, thấy không? Trời, có người khen rồi kìa em ơi. Nhìn chị Hương đẹp long lanh luôn. Anh Dũng đúng là thiên sứ của phụ nữ mà. chị chưa coi được cái mặt của chị mà. Không, mẹ mấy lần rồi chị. Thực sự là Hương rất là thích Dũng. Tại vì cách Dũng đánh mặt á, thì cái xu hướng hiện nay á, là giờ nó rất là tự nhiên. Cho dù là ban đêm đi nữa hay là đó là lên sân khấu hay gì, nó rất là dồn vô, nó rất là thật và rất là giống như mình á đó. Thì mình sợ nhất là đánh mặt mà đúng không phải ra mình, phải không? Đó, không phải ra mình mà ra ai đó không biết nữa, người nào đó đó. Thì mình chỉ cần làm đẹp cho họ đúng rồi nha. Phụ nữ mà thì cũng chia sẻ là thực sự là từ Hương là Hương thích làm đẹp từ nhỏ xíu, từ nhỏ điệu lắm, từ nhỏ xíu đó. Từ mới có 8 tuổi là Hương đã đi theo ba để coi đóng phim á. Ba là đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lý Quỳnh, như chắc các bạn cũng biết. Thì ba hồi đó ba đóng những bộ phim Ông Hai Lúa, Ông Hai Cũ, phim Hoa Cát
Thì cái phim Hoa Khác Hương đi theo ba, lúc con 8 tuổi đi theo ba. Thì Hương theo ba để xem ba đóng phim, thích lắm, ngồi trong chú đó đó. Thì không biết sao đạo diễn giờ Hương cái đạo diễn mời Hương đóng phim luôn. Đó, thì cái phim đó là phim đầu tiên trong cuộc đời mà lúc con 8 tuổi đóng bộ phim Hoa Khác. Đó, thì lớn lên chút xíu là muốn nhảy qua lĩnh vực mà người mẫu thời trang. Đó, rồi năm 1991 là đi thi lên sân khấu thi luôn, mới mười mấy tuổi, chưa bao giờ biết mang giày cao đó, mà lên đi tập mà té lên té xuống, té lên té xuống mà cũng đi đó, đi thi để được mặc đồ đẹp nè, rồi được được make up nè đó, thì đó làm đẹp đó, được đi thi, rồi sau đó là đi theo anh Hùng đi ca, đi hát, đi các nơi đó. Thì nói chung là từ nhỏ đã thích nghệ thuật từ nhỏ xíu rồi đó, thích làm đẹp từ nhỏ. Không, mà bất ngờ khi chị và anh Lý Hùng á xong ca lên cùng nhau, tham dự chương trình cùng nhau, đúng không? Đúng rồi, lâu này hai anh em. Trời ơi, sao mà đến nay sướng quá, được các bạn khen Lý Hùng, khen Dũng thôi chứ. Cảm ơn. Lúc này nhìn em trẻ và đẹp đó, Lý Hương ạ, xin cảm ơn. Không biết là bà trai bà gái đây, nhưng mà Lý Hương cũng rất là cảm ơn. Nghe khen mừng quá. Chắc là em có trai thì chị trẻ được 5 tuổi phải không? Không. Đó, độc giả đang khen nè, khen em nè, khen chị nữa nè. Xin phép nha, để cho Hương xem nha. Khác hơn. Rất là nhiều. Cái này là phong cách băng mình đi tiệc đêm, đi sinh nhật, đi ban đêm, đi tự đám cưới, đó đi tiệc ban đêm, đi đi ông xã, đi con. Mà cái này á, các bạn biết không? Chịu nó đúng á. Cái này có sử dụng cái này là sử dụng cho hội đi tiệc đám cưới, hay kể cả một cái makeup trong này nè, ai cũng có thể làm được hết. Chẳng hạn như là không có vấn đề là trung niên hay là ai, độ tuổi nào cũng làm được. Tại bây giờ cái xu hướng đánh tông tròn, đánh tông tự nhiên hoặc là tông nude nó hoàn toàn phổ biến. Là xu hướng luôn. Đó là xu hướng luôn á. Là xu hướng hiện nay là trong hóa đánh là nhẹ nhàng trong. Để chị xem coi nha. Đẹp nhưng bọn em làm gì có thời gian make up lâu thế ạ? Em ơi, cái này đó là mình chỉ những cái đặc biệt, những cái trường hợp đặc biệt thì mình mới làm, đúng không em? Mình mới làm nó kỹ như vậy thôi. Thì chị đang nói là cái là đi tiệc mà. Đi tiệc rồi đi đám cưới, đi sinh nhật thì mình phải hơi lộng lẫy lên chút xíu, mình diện lên chút xíu. Còn nếu như ban ngày hay là đi chợ hay là đi shopping hay gì thì mình đánh nhẹ nhàng thôi, mình đâu có thời gian để đánh như vậy đâu. Đó, thì lâu lâu mình đi cái tiệc thì mình phải bỏ cái thời gian cho mình để mình ngồi đó mình làm đẹp lên, để mình đi kế bên ông xã mình, cái con ông xã mình sẽ hãnh diện nhiều. Ôi trời, bữa nay mẹ mình đẹp quá, bữa nay là xã mình đẹp quá. Đó, nghĩ sẵn Dũng cũng xin phép chị Lý Hương chụp nó xíu. Tại vì các bạn biết không, Dũng make up cho chị Lý Hương á, thì khi mà Dũng make up á thì Dũng chỉ các bạn từng bước một, cho nên các bạn sẽ thấy thời gian nó sẽ kéo dài ra. Nhưng mà khi mà các bạn làm tại nhà, các bạn cứ nhớ những cái bước đơn giản là đầu tiên đi làm, hay là muốn gì phải làm sạch mặt, xong đó tới nước hoa hồng, serum, kem dưỡng, đúng không? Cái bước đó rất là quan trọng. Sau đó mình sẽ dùng tới chống nắng. Ví dụ chẳng hạn như là các bạn đi học, đi làm thôi, thì các bạn chỉ cần xài lớp chống nắng, chút xíu kem nền, chút xíu phấn phủ, son với má hồng, xong. Chỉ khi nào các bạn đi tiệc, tiệc công ty, sinh nhật, đám cưới của bạn bè, hay trong ngày lễ đặc biệt của mình, thì các bạn bắt đầu dành thời gian nhiều hơn. Tại cái gì? Cái đó là những ngày quan trọng, những cái ngày mà mình gọi là hưởng thụ á, giống như mình đang tận hưởng cho mình vậy. Tại cái đó là một năm, chẳng hạn như là ngày sinh nhật đi, một năm có một lần. Đúng rồi. Mình có thể bỏ sáng, chiều chạy đi làm tóc xong chạy đi make up 2 tiếng, 3 tiếng, cái đó không có gì chứ. Nhưng mà hàng ngày như thế này chỉ cần nhẹ nhàng thôi, buổi sáng, ban đêm, có thể dặm lên, mắt sâu,
lông mi hai cặp, hoặc là nhớ mình nuôi thêm lông mi mình nuôi thôi. Đó, một bước rất là nhẹ nhàng. Đúng tại không? Nãy giờ thấy là mình đúng rồi. Chị em mình nói chuyện rồi, rồi kể chuyện rồi nói thời gian nó dài nên sợ là làm giống như mình, chứ thực sự như Dũng nói các bạn thấy là cái thời gian chắc cũng khoảng nửa tiếng đúng rồi, nửa tiếng thôi yeah. Thì mình đã được một cái gương mặt như thế này rồi đó, đó chẳng hạn này nha Dũng. Thì sao em nè, giống như tóc nè, giống như là Dũng đó, chị Hương ơi, mình hai chút xíu hai chị mình live stream á, thì chị có thể làm tóc nhẹ thôi, chị Hương có nhà tự lấy cái đồ uống tóc đều luôn nha, các bạn thấy không, uống nhẹ phần đuôi thôi, rồi hai chị mình ở đây, đó, các bạn thấy không, rất là nhanh, những kiểu tóc này là kiểu tóc đơn giản. Tại vì đi tiệc á thì mình tóc dài thì mình làm cho nó lộn lộn chút xíu, cho nó nhẹ nhàng, cứ ngựa tính bánh bèo. Cái này ai cũng, thực sự là ai cũng đều làm được. Thì khi nào mình có thể tới thế sao nè, tới thế sao thực sự nó khó thiệt. Nhưng mà những cái kiểu này hầu như là người người bảy người biết làm rồi đó. Chỉ có cái đồ lọn lọn uống thôi, xong. Đúng không? Còn làm khó thì mình mới cần, chẳng hạn như là những người make up tô điểm nhiều hơn thôi. Thì các bạn thấy không? Nè, các bạn có thể dễ nói như sao? Các bạn cuộc nhẹ thôn, các bạn lọn lại thôi. Tại các bạn cũng theo một kiểu. Nè, các bạn có thể xem nè. Đó, nè. Các bạn đi theo tém gọn thế này thôi, cũng là một kiểu. Thực sự cái này rất là nhiều kiểu để mình biến hóa. Rất nhớ nha, nhớ là uống lọn chỗ này, cho nó cong chất nhẹ chỗ này, dài xuống. Cảm thấy không? Có bạn đang nói là chị Hương ơi, bây giờ chị diễn võ ngay tại đây được không? Trời ơi, làm khó cái Hương thì mặc đồ bánh bèo và nói diễn võ. Rồi sao đá, rồi sao mà đánh võ. Thôi, Lý Hương chắc cũng phải hẹn lại quý vị chờ cái dịp mà Lý Hương bộ phim. Không, bộ phim Lý Hương chắc cũng sắp ra rồi. Bộ phim đang làm hậu kỳ. Bộ phim Giữa Hai Bờ Thiện Ác. Và trong đó Lý Hương đánh võ dữ dội lắm. Đó, đánh võ bằng mình đúng vậy. Chứ bên đây là bánh bèo này là kiểu này là coi như là thua rồi. Được làm sao? Không, nhưng mà em nghĩ không được. Nhưng mà quý độc giả có thể là nói là chị Lý Hương hát một khúc thôi. Chị hát rất là hay nha. Hát một khúc đầu, một đoạn ngắn là chị cho quý độc giả nghe giọng của chị. Thì cái hồi xưa Lý Hương cũng có nói là hồi xưa đó là Lý Hương cũng thường đi ca với Lý Hùng. Hai anh em từ nhỏ là đóng phim á, thì khi mà đi gặp các khán giả đó thì họ yêu cầu là giao lưu với khán giả, yêu cầu là mình hát một vài ca khúc để tặng cho khán giả. Thì Lý Hương với anh Hùng cũng đi hát, cũng đi tập ca, đi hát, cũng nhờ thầy dạy rồi. Thì sau này Lý Hương với anh Hùng cũng đi giao lưu ở khắp nơi, hát ở khắp nơi. Mà Lý Hương hồi nhỏ thì Lý Hương đa số là ca những cái nhạc trẻ trung, nhạc cha trẻ trung không. Nhưng mà sau này thì Lý Hương lại chuyển qua thể loại bolero, tại vì đây là một thể loại mà có thể là đi sau càng chắc mình có thể mình càng lớn tuổi mình cái tâm hồn mình nó lắng lại, nó không còn giống như hồi xưa nữa, nó không còn tung tăng nữa, thì mình cái nhạc này nó thấm vô trong cái con tim của mình rồi, đi đâu mình cũng giống như nó từng lời từng chữ của nó ăn sâu vô, nghe nó đã lắm, nghe nó thì Lý Hương, ba Lý Hương là cái người khuyến khích Lý Hương hát cái nhạc này, và là cái bài hát đầu tiên mà Hương hát mà chuyển qua thể loại bolero là ba Hương yêu cầu Hương hát, đó là bài Phận Tơ Tằm. Tại vì cái bài này á, nó nói về cái thân phận của người phụ nữ, về cái người mà nghệ sĩ. À, chính vì vậy cái bài này là ba Hương thích lắm. Ba Hương nói ba con ơi, con hát bài này, con nên hát bài này đi, hát bài này để tặng ba. Thì Hương mới tập hát, mà khi mà Hương tập hát bài này thì bây giờ đi tới đâu á thì Hương cũng khán giả nào cũng yêu cầu Hương hát bài này hết. Tại vì Hương hát bài này có thể là nó có hơi cái tâm trạng với Hương nhiều, cảm xúc với Hương nhiều đó, thì Hương đi đâu cũng được yêu cầu cái bài này hết.
chắc Hương hôm nay thật sự là Hương cũng đang bị bệnh nặng lắm, khan tiếng bệnh nặng, nhưng mà Hương sẽ hát một cái câu nhỏ để tặng cho quý độc giả ngày hôm nay đó. Mình hát chay luôn nha. Rồi chưa hát mà ho ấy. Người có thương thân tôi ngày xưa thì đừng có thương như thương hại đời. Xin lỗi, thật sự. Đúng là chị Hương đang bị bệnh gì khác tiếng. Và đừng có nghe khi tiên hạ thường dẹp pha tôi kiếm xương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà để màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Dù nào đó người đã say chưa, ân tình đây sao không gắn bó. Người xin lỗi, thật sự là Lý Hương hôm nay là bệnh nặng lắm. Hát một câu nhỏ thì là tặng là thương lắm đó vậy đó. Ok, thì chương trình mình cũng đã hết giờ rồi. Thì rất vui khi cùng Dũng Trần với chị Lê Hương cùng với quý trẻ thơ có một cái cuộc gặp mặt như hôm nay. Rất cảm ơn quý độc giả cũng như là các bà mẹ đã xem và cùng lắng nghe những cái chia sẻ của hai chị em. Và Lê Hương cũng xin chúc cho tất cả các bà mẹ, nhất là các bà mẹ bỉm sữa của chúng ta nha, phải cố gắng như thế nào, dành bất cứ giá nào cũng phải dành cái thời gian cho mình, làm đẹp cho bản thân mình. Đừng có mà vì công việc bận rộn gia đình rồi bận rộn con cái mà mình bỏ quên mình đi, nên mình phải chăm sóc cho mình thì mình sẽ ông chồng ông xã mình sẽ thương mình nhiều hơn, và là con mình sẽ hãnh diện vì có một người mẹ mà lúc nào cũng đẹp hết đó. Thì xin các bạn xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào.